Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Quý vị thân mến, Trần Hưng Đạo là một người anh hùng dân tộc kiệt xuất, một nhà chính trị, nhà văn cũng như là tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội của Đại Việt thời nhà Trần. Ông được biết đến là người đã chỉ huy quân đội Đại Việt 3 lần đẩy lùi quân Mông Nguyên trong thế kỷ thứ 13. Những chiến thắng của ông là một trong những chiến công vĩ đại của lịch sử quân sự thế giới. Ngày hôm nay, hãy cùng Chân Dung Lịch Sử vén màn bí ẩn về nhân vật lịch sử kiệt xuất này qua video ngay sau đây quý vị nhé! Trần Hưng Đạo, người vì nước mà gác lại thù riêng. Tiểu sử và gia đình của Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo sinh năm 1228, mất năm 1300. Tên thật là Trần Quốc Tuấn. Ông còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương hay Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Ông là con trai thứ ba của Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu. Trần Liễu chính là anh trai của Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh. Như vậy, Trần Hưng Đạo là cháu ruột của vua Trần Thái Tông. Cho đến nay, chưa rõ mẹ ông là ai. Có thể mẹ ông là Thiện Đạo Quốc Mẫu, Húy Làng Nguyệt, một người trong tôn thất họ Trần. Trần Hưng Đạo được cô ruột của mình là Thụy Bà Công Chúa nuôi nấng. Trần Hưng Đạo sinh ra ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định ngày nay. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có mô tả, ông là người có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người. Nhờ được những người tài giỏi đến giảng dạy ngay từ khi còn rất nhỏ, mà ông sớm trở thành người đọc thông, hiểu rộng, có tài văn võ. Biến cố gia đình. Biến cố gia đình của ông chính là mối hận thù giữa cha và chú. Vào năm 1225, họ Trần gần như nắm mọi quyền hành trong triều chính. Khi đó, con của Thái úy Trần Thừa, Trần Cảnh, tức là chú của Trần Quốc Tuấn, được đưa vào hầu Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng chạc tuổi nhau nên thân thiết, hay vui đùa. Trần Thủ Độ thấy như vậy đã tác hợp dựng lên cuộc hôn nhân giữa Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng. Mục đích là để dần dần Chiêu Hoàng sẽ chuyển quyền lực sang cho chồng. Nói cách khác là ép Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Từ đây, sự nghiệp của nhà Lý kết thúc sau 216 năm. Lý Chiêu Hoàng chỉ làm vua trong có một năm, sau đó nàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần bắt đầu từ đó. Đến năm 1237, dù lấy nhau 12 năm mà Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông và Chiêu Thánh Hoàng hậu mãi không có con để nối dõi. Trần Thủ Độ lo cho hậu vận của họ Trần sẽ lại giống với nhà Lý, khi mà Lý Huệ Tông không có con trai phải truyền ngôi cho con gái. Và cũng vì đó mà ngôi vua rơi vào tay nhà Trần. Nhà Trần sợ chuyện đó lặp lại. Thấy vậy, Trần Thủ Độ đã ép Trần Cảnh phải bỏ Lý Chiêu Hoàng để lấy chị dâu của mình là công chúa Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu, anh trai của Trần Cảnh. Khi đó, Thuận Thiên công chúa đã có thai 3 tháng. Vua Trần Thái Tông thấy vậy đã phản đối kịch liệt. Nhà vua đã nhân lúc nửa đêm cùng với hai cận thần là Trần Thiêm và Trần Khuê Kình trốn khỏi kinh thành để lên chùa Phù Vân, núi Yên Tử, Quảng Ninh. Ở đây, nhà vua bày tỏ ý định muốn nương nhờ cửa Phật. Chưa được bao lâu thì Trần Thủ Độ và các quan đã tìm đến khuyên ngăn nhà vua. Sau một thời gian vì các quan nói, xa giá ở đâu thì triều đình ở đó, nên tính toán xây dựng cung điện ở Quảng Ninh. Thấy vậy, quốc sư Phù Vân sợ mất đi sự yên tĩnh nơi tu hành nên đã khuyên vua trở về kinh đô. Bấy giờ, vua mới quyết định trở về kinh thành. Anh trai của Trần Cảnh là Trần Liễu rất tức giận vì bị mất vợ, mất cả con, vì lúc đó Thuận Thiên đang có bầu. Trần Liễu đã đem quân ra sông Cái làm loạn. Ông đã tranh thủ lúc Trần Thủ Độ lên Yên Tử đón vua Trần Thái Tông, kéo quân vào kinh thành. Thế nhưng không may, Trần Thủ Độ đã lường trước mọi việc và đã sắp xếp trước khi đi. Khi quân Trần Liễu đến triều đình thì bị bao vây. Vì không đủ sức chống lại quân triều đình, Trần Liễu nghĩ đến việc giảng hòa và ôm hận. Ông mang nỗi hận ấy
tìm người tài nghệ để dạy văn võ cho Trần Quốc Tuấn. Ông muốn Trần Hưng Đạo cướp ngôi từ Trần Cảnh. Đúng như mong đợi, Trần Quốc Tuấn ngay từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh, uyên bác. Điều này giúp Trần Liễu rất vui vì mong muốn Quốc Tuấn sẽ sửa nỗi hận đó. Khi sắp qua đời, Trần Liễu có lời căn dặn đến con trai của mình rằng: "Con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được." Khi đó Trần Quốc Tuấn ghi để ở trong lòng, nhưng bản thân ông không cho rằng đó là điều phải. Về phần Chiêu Hoàng, vào năm 1258, khi nhà Trần kháng chiến chống quân Mông Nguyên thắng lợi, tướng Lê Tần lập được nhiều chiến công, lại có công cứu giá Trần Thái Tông trong một trận đánh khốc liệt. Vua Trần Thái Tông, sau khi kết thúc cuộc kháng chiến, đã phong tước cho Lê Tần và gả vợ cũ của mình cho Lê Tần, đó chính là Lý Chiêu Hoàng. Việc làm của Trần Cảnh đã bị sử gia Ngô Sĩ Liên phê phán trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Vua Tô nhà Trần coi thường đạo vợ chồng lại thấy ở đây lần nữa. Nhân dân Bắc Ninh thì vẫn thường có câu: "Trách người quân tử bạc tình, chơi hoa rồi lại bẻ cành bán dao." Khi Trần Quốc Tuấn được 19 tuổi, ông đã đem lòng yêu công chúa Thiên Thành. Các nhà sử học cho rằng công chúa Thiên Thành là con gái trưởng của Trần Thái Tông. Do Trần Thái Tông muốn gả công chúa Thiên Thành cho Trung Thành Vương. Do không muốn công chúa lấy Trung Thành Vương, nên khi vua mở hội vào ngày rằm tháng giêng, Trần Quốc Tuấn đã nhân ban đêm lẻn vào khuê phòng của công chúa rồi thông dâm với nàng. Thụy bà công chúa, tức mẹ nuôi của ông, biết chuyện, sợ ông bị hại trong phủ, liền chạy đến cung điện báo cấp, xin Trần Thái Tông cứu Quốc Tuấn. Trần Thái Tông đồng ý. Ngày hôm sau, thì bà công chúa đã dâng 10 mâm vàng đến chỗ Trần Thái Tông xin cưới Thiên Thành cho Trần Quốc Tuấn. Trần Thái Tông bất đắc dĩ phải gả công chúa cho Trần Quốc Tuấn và phải lấy 2.000 khoảnh ruộng ở phủ Ứng Thiên để bồi hoàn sính vật cho Trung Thành Vương. Gác thù riêng vì việc nước. Các bạn thân mến, lẽ thường tình, con cái luôn muốn thực hiện những điều cha mẹ căn dặn trước lúc ra đi. Thế nhưng Trần Quốc Tuấn với sự thông minh, khách quan của mình, ông đã không cho lời căn dặn trước lúc mất của cha mình là đúng. Cũng vì ông tài giỏi, thông thái nên ông ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước. Ông bỏ qua lời trăng trối của cha để cho nhân dân yên bình, để chống lại sự xâm lược tấn công của phương Bắc. Bấy giờ là quân Mông Nguyên. Ông được ghi danh trong sử sách vì đã đóng góp lớn trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Trần Hưng Đạo có tư tưởng quân sự xuyên suốt là vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, nước nhà chung sức. Đó chính là sức mạnh đoàn kết của nhà Trần mà không phải triều đại nào cũng có được. Vì ông có tư tưởng quân sự đúng đắn ấy nên quân đội ta thời đó có những người tài quyết tâm cùng nhà Trần đánh giặc. Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất năm 1258. Sử sách không ghi chép kỹ lưỡng về việc Trần Hưng Đạo trở thành quan võ của nhà Trần từ khi nào. Chỉ biết là ông được giao cho nhiệm vụ tổ chức phòng thủ biên giới trước thời điểm quân Mông Cổ xâm lược vào tháng 12 năm 1257. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, tháng 9 năm 1257, vua Trần Thái Tông xuống chiếu, lệnh cho Tả Hữu tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ ở biên giới phía Bắc, theo sự tiết chế của Quốc Tuấn. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 âm lịch năm 1257, tức là ngày 17 đến 18 tháng 1 năm 1258, Đại tướng Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy quân Mông Cổ đánh bại quân Đại Việt. Trong lần kháng chiến lần 1 này, vua Trần Thái Tông đích thân chỉ huy tại 2 trận Bình Lệ Nguyên và Phù Lỗ. Nhưng do thế lực của địch mạnh nên nhà vua buộc phải rời bỏ kinh thành Thăng Long, lui về giữa sông Thiên Mạc. Đại Việt thực hiện kế sách vườn không nhà trống, khiến cho quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long rơi vào tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng, lại vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân địa phương, khiến cho quân lực Mông Cổ rệu rã bị cô lập hoàn toàn tại Thăng Long. Quân nhà Trần giành lại được thế chủ động.
đến ngày 24 tháng 12 âm lịch năm 1257, tức là ngày 28 tháng 1 năm 1258. Thái sư Trần Thủ Độ và Thượng tướng quân Lê Phụ Trần đã nhân cơ hội quân Mông Cổ yếu, nên hộ giá vua Trần Thái Tông cùng thái tử 18 tuổi Trần Hoảng ngự ở thuyền quyết định tiến quân đến Đông Bộ Đầu, đánh tan quân Mông Cổ. Giải phóng Thăng Long. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 1 thành công. Vua Thái Tông nhường ngôi cho thái tử Hoảng, tức là vua Trần Thánh Tông sau này. Sau khi lên ngôi, vua Thánh Tông phong cho em là Trần Quang Khải chức thái úy, tước đại vương, và Trần Quốc Tuấn được giữ nguyên tước cũ và trở về thái ấp ở Vạn Kiếp. Điều này được ghi nhận trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như sau. Theo quy chế nhà Trần, các vương hầu đều ở phủ đệ nơi hương ấp của mình. Khi chầu hầu thì đến kinh đô, xong việc thì lại về phủ đệ. Như Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, Thủ Độ ở Quắc Hương, Quốc Trần ở Chí Linh đều thế cả. Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ 2, 1285. Trần Nhân Tông lên ngôi năm 1278. Khi ông lên ngôi, đất nước gặp muôn vàn khó khăn, nền độc lập của nước nhà đang bị đe dọa. Khi đó, ở phía Bắc, quân Mông Nguyên đã đánh quân Nam Tống và đang có ý định quay lại xâm chiếm Đại Việt. Thấy Nhân Tông lên ngôi mà không xin phép tiên triều, nên nhà Nguyên đã cho người sang ép vua phải sang xin phép. Vua Trần tiếp đón sứ giả bấy giờ là Thượng Thư Bộ Lễ Sài Thung một cách chu đáo, nhưng nhất quyết không sang chầu. Đến năm 1279, Hốt Tất Liệt đã giam cầm Đình Toản để ép quốc kế cùng một phái bộ mới của Sài Thung sang Đại Việt nhằm dụ dỗ. Nhưng Trần Nhân Tông không nhân nhượng, mặc dù bị Sài Thung dọa dẫm. Ta có thể thấy trong đối sách ngoại giao của nhà vua luôn rất mềm dẻo nhưng cũng vẫn rất cứng rắn, kiên quyết. Vào năm 1285, vua Nguyên đã cho thoát hoan cầm đầu tổng cộng 50 vạn quân Nguyên tiến vào nước ta. Lại có thêm 100.000 quân của Toa Đô chỉ huy từ Chiêm Thành đánh sang Nghệ An. Đại Việt bị cô lập, bao vây từ cả hai phía Bắc và Nam. Quân Mông Nguyên đem theo rất nhiều tướng tài như Toa Đô, Ô Mã Nhi, Đường Ngột Đải, Phan Tiếp. Do những trận đánh chặn ở biên giới của nhà Trần thất bại, quân Trần bị tổn thất nên Trần Hưng Đạo phải thu quân về Vạn Kiếp. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, Trần Quốc Tuấn thoát được là nhờ có Yết Kiêu kiên quyết giữ thuyền đợi chủ tướng. Ngay từ khi quân Mông Nguyên vào nước ta, vua đã phong cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế. Trần Quốc Tuấn được giao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ quân dân Đại Việt kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần 2. Các vua Trần đã tổ chức hội nghị quân sự ở Bình Than vào tháng 8 năm 1284. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tổ chức tập trận ở Đông Bộ Đầu để bàn về việc đánh giặc. Ngoài ra, các vua Trần còn tổ chức thêm hội nghị các bô lão Diên Hồng để hỏi ý kiến nhân dân. Từ hai hội nghị ấy, thấy được tinh thần đoàn kết của nhân dân. Nhân dân một lòng tin vào sự lãnh đạo của triều đình. Quân dân ta đã khắc lên tay hai chữ sát thát, giết giặc Nguyên. Dưới sự chỉ đạo tài giỏi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, chúng ta sử dụng kế sách vườn không nhà trống, đánh du kích. Quân ta để địch khốn khổ vì tiêu hao sinh lực và thiếu lương thực thì mới đánh. Quân dân nhà Trần đã giành chiến thắng trong các trận đánh lớn như Trương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp. Chỉ trong nửa năm, quân Mông Nguyên bị đánh tơi bời. Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán thì bị chém đầu tại trận, còn Thoát Hoan phải chui trong ống đồng để chạy về nước. Ngày 6 tháng 6 năm 1285, quân và dân trở về kinh đô Thăng Long. Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ 3, 1287-1288. Sau hai lần xâm lược nước ta, quân Mông Cổ đều nhận thất bại nhục nhã. Vua Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đã vô cùng căm phẫn, huy động 50 vạn quân chia làm 3 đạo tiến vào nước ta.
Cuối năm 1287, quân Nguyên tấn công Đại Việt lần 3 sau thời gian chuẩn bị kỹ càng. Cánh quân thứ nhất phía địch do Thoát Hoan chỉ huy ồ ạt tiến vào Lạng Sơn, Bắc Giang và chiếm đóng Vạn Kiếp. Cánh quân thứ hai do thủy quân của Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào nước ta theo hướng ngược sông Bạch Đằng lên để phối hợp cùng với Thoát Hoan. Phía nhà Trần vẫn do Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được vua giao nhiệm vụ chỉ huy binh lính. Dưới sự chỉ đạo tài giỏi, toàn quân và dân ta tiếp tục dùng chiến tranh du kích, vươn không nhà trống để tiêu hao sinh lực địch. Sau một số cuộc đụng độ bất lợi ở biên giới, quân Trần rút lui. Khác với cuộc kháng chiến lần hai trước đó, Trần Hưng Đạo không bỏ kinh đô mà tổ chức phòng thủ ở Thăng Long. Vào tháng 2 năm 1288, quân Nguyên đánh thành, quân Trần nấp trong thành bắn tên đạn ra. Trần Quốc Tuấn đã cử Trần Cao đến trại của Thoát Hoan để xin giảng hòa. Còn ban đêm thường kéo ra từng toán nhỏ đánh lén vào trại của quân Nguyên, đốt phá lương thực, rồi lại bí mật rút lui. Thoát Hoan điều quân ra ngoài truy kích, nhưng quân Trần thường ẩn nấp khó phát hiện. Quân Nguyên bao vây tấn công quân Trần vài lần không có kết quả, cuối cùng phải rút lui. Quân dân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo đã làm nên nhiều chiến thắng vang dội như chiến thắng tại Vân Đồn, tiêu diệt thuyền lương thực của địch và chiến thắng Bạch Đằng, chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba. Một lần nữa, chiến thắng này đã thể hiện và khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc, đồng thời khẳng định tài năng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Dưới sự lãnh đạo của Trần Hưng Đạo, quân đội nhà Trần đã vượt qua vô vàn khó khăn và nguy hiểm. Chỉ với số đội quân ít lại yếu hơn rất nhiều so với quân giặc, nhưng có thể 3 lần đánh tan hàng vạn quân Mông Nguyên hùng mạnh. Danh tiếng của Trần Hưng Đạo lẫy lừng, tiếng vang đến tận phương Bắc, khiến chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không dám gọi thẳng tên. Công lao to lớn của Trần Hưng Đạo trong 3 lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên đã chứng minh ông là thiên tài quân sự có tầm chiến lược và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần, một bậc thầy về chiến lược thực sự. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn sau này mất vì tuổi già vào ngày 20 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý 1300. Các bạn thân mến, Trần Hưng Đạo là một tấm lòng tận tụy đối với đất nước. Ông có tư tưởng xuyên suốt là đoàn kết mọi tầng lớp thành một lực lượng thống nhất, là sức mạnh của dân tộc. Đến trước khi mất, Trần Hưng Đạo vẫn còn căn dặn vua Trần Anh Tông rằng phải khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật những video hữu ích nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.